Loa Killer F7000 xuất sắc, móc méo là có, nhưng mặt tiền cũng như mặt hậu là bao anh em là siêu đẹp luôn. Một đôi loa to này mà không móc góc và móc chân thì là chuyện lạ. Mặt hậu đẹp không? Mặt tiền đẹp mê ly luôn. Đôi loa giá 7 triệu, của Đông Đi giá là 3,5 triệu. Của Đông Đi 8,8 nghìn, chạy 4 sò sắt đánh hay thật. Nó ghép vào những đôi loa này quá tuyệt. Và bass 25, cao 74, ngang 36, sâu là 30. Nếu cả lưới tre là tổng cộng 33.